Quy định mới nhất về đăng ký cấp sổ đỏ từ 1 tháng 8. Theo báo Chính phủ, Nghị định số 101 trên 2024 trên NDCP vừa được ban hành quy định về điều tra cơ bản đất đai. Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Theo đó, Nghị định đã quy định cụ thể về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Nội dung đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu gồm Thứ nhất, thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý gồm tên giấy tờ nhân thân pháp nhân địa chỉ của người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất người được giao đất để quản lý thứ hai thông tin về thừa đất gồm số thừa đất số tờ bản đồ địa chỉ diện tích loại đất hình thức sử dụng đất nguồn gốc sử dụng đất và các thông tin khác về thừa đất thông tin về tài sản gắn liền với đất gồm loại tài sản địa chỉ diện tích xây dựng diện tích sàn diện tích sử dụng hình thức sở hữu thời hạn sở hữu và các thông tin khác về tài sản gắn liền với đất thứ ba yêu cầu về đăng ký quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất hoặc quyền quản lý đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với thừa đất tài sản gắn liền với đất thứ tư các yêu cầu khác của người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất người được giao đất để quản lý phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai nếu có cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả bao gồm bộ phận một cửa theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện cấp xã văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp hồ sơ theo các hình thức nộp trực tiếp tại các cơ quan quy định nộp thông qua dịch vụ bưu chính nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp tỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không quá 3 ngày làm việc. Theo nghị định, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau: Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 3 ngày làm việc. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian thực hiện như sau. Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thừa hoặc trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm là không quá 10 ngày làm việc, không tính thời gian xác định giá đất, ký hợp đồng thuê đất. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng là không quá 5 ngày làm việc. Trường hợp xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng là không quá 3 ngày làm việc.